lần đầu tiên là khi mình hồi xưa mình học đại học bên Mỹ thì mình tham gia các cái lớp học nghệ thuật ở bên đấy thì là mình được truyền cảm hứng rất là nhiều. Mình kết hợp hai cái trải nghiệm học vẽ thơ mộng của mình cùng với cái việc mình dạy vẽ tranh trong vòng 3 tiếng kết hợp lại để tạo nên một cái trải nghiệm rất là đặc biệt riêng của Gypsy Art Amman ở Việt Nam. Mình tập trung vào những thứ liên quan đến chiến lược và còn của Ngân thì là Ngân tập trung vào những công việc vận hành, quản lý họa sĩ, những cái công việc rất quan trọng để có thể tổ chức những cái buổi vẽ tranh. Và Hoàng thì là có background làm về research, mình tạo ra những cái focus group để tìm hiểu về khách hàng của mình. Tại vì đây là khởi nghiệp đầu tiên của ba đứa cho nên là các bạn gặp rất khó khăn rất nhiều. Khó khăn đầu tiên từ việc là làm thế nào để công ty làm thế nào để mà tổ chức một buổi vẽ tranh, thậm chí tụi mình còn biết là làm sao để pha được nước để mà cái chi tiết rất là nhỏ. Mình luôn luôn học hỏi từ nhiều nguồn. Thứ nhất là mình đi đâu mình cũng hỏi những cái người mà có kinh nghiệm hơn mình. Thứ hai, tụi mình tự đầu tư vào bản thân của tụi mình học các cái lớp, mình đi các cái seminar, cả thì bất cứ một cơ hội nào để học hỏi thì tụi mình đều học hỏi hết. Các doanh nghiệp khác cũng làm giống như mình và có người thì cho đấy là đối thủ cạnh tranh, thế nhưng mà đối với mình nghĩ đấy là tất cả cùng chung tay để mà tạo ra một cái thị trường cho những bạn ở Hà Nội và Hồ Chí Minh và khắp Việt Nam.